Khoảng gần 11 giờ ngày 9 tháng 1, các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, thường trú ấp Bến Đỏ 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, chính quyền xã Lương Hòa kêu gọi Nguyễn Thành Tâm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau khi bắt giữ được nghi phạm, công an đã di lý về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra về động cơ và phương thức gây án đang được công an làm rõ. Đêm ngày 8 tháng 1, lực lượng chức năng đã vạch rừng tìm kiếm nghi phạm khu rừng tiếp giáp ấp 78, xã Lương Hòa chủ yếu làm tràm, cây tranh, ổi dừa. Có rất nhiều cỏ dại đầy gai góc, việc tìm kiếm hết sức khó khăn trong suốt 3 ngày qua. Tại con lộ liên ấp 7 tại xã Lương Hòa, huyện Biên Lức, cơ quan chức năng cũng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn khoảng 50 đến 100 m dọc theo con lộ, được bố trí nhóm từ 3 đến 5 cảnh sát túc trực. Trong ngày, lực lượng chức năng huyện Biên Lức cũng huy động một số xe quốc đến mở một đường mòn đi thẳng vào trung tâm khu rừng để phục vụ quá trình truy lùng nghi phạm. Đến thời điểm hiện tại, bà HTT, sinh năm 1973, trú tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, vẫn cảm thấy chưa hết sợ hãi khi nhớ lại thời khắc chạm mặt nghi can giết người. Bà T cho biết rằng, vào khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 1, người này lái xe máy đến quán bà hỏi mua 5 chai nước suối, 7 chai nước ngọt, hai bao thuốc lá. Khi mua, anh ta đeo khẩu trang vải kín mít, chỉ trừ hai con mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai đó nhìn thấy. Bà T nói, nó đội nón đeo khẩu trang vải kín mít, lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt nhìn đôi mắt thấy sợ lắm mà cách nó mua nước cũng khác với người thường theo lời kể của bà sau khi tính tiền người này tiếp tục mua thêm một trái nước ngọt ướp lạnh rồi ngồi sờm trước quán kéo khẩu trang tú nước ở ngực thấy vậy bà tê mời anh ta vào ngồi trên ghế đá trước hiên nhà nghi phạm khi đó đã xin một khẩu wifi và đã tiến hành cuộc trò chuyện với một người nào đó trong thời gian dài sau đó nghi phạm gọi mì tôm nhưng không ăn và chỉ để đó bà nhớ lại Tôi thấy vị khách có vẻ khác thường nhưng không nghi ngờ gì. Lúc này trong nhà chỉ có mình tôi và cháu nội 3 tuổi. Khi anh ta ngồi một lúc và dường như quan sát, không có ai để ý mới kéo khẩu trang và uống nước một cách tự nhiên. Trong lúc ngồi, anh ta trò chuyện với tôi rất nhiều về cuộc sống hiện tại, tương lai và bảo đang thất nghiệp. Đến 20h30, tôi bảo quán chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, người này mới lên xe máy rời đi. Khoảng 30 phút sau đó, cảnh sát đến để thu thập thông tin và cho bà Tê xem hình ảnh của nghi can. Lúc đó bà T mới táo hỏa khi nhận ra rằng đã tiếp xúc với hung thủ trong khoảng thời gian dài hơn 4 tiếng. Bà T nói, lúc xem hình và biết hung thủ, tôi như rụng rời tay chân vì quá hoàng sợ. Thời điểm ông ta vào uống nước, tôi ở nhà một mình với đứa cháu nội 3 tuổi. Nếu lúc đó hắn ta làm bậy thì không biết chuyện gì xảy ra. Từ sau sự kiện đó đến bây giờ, gia đình bà Tê đã tăng cường các biện pháp đề phòng. Còn dâu cô bà cũng ở nhà để hỗ trợ việc nhà vì suốt mấy hôm nay bà đã mất ngủ vì cảm giác ám ảnh từ sau vụ việc trên. Là người theo đạo công giáo, bà BTB 64 tuổi, trú tại xã Lương Hòa, huyện Biến Lức, thường dậy sớm đi lễ lúc 4 giờ sáng cổng nhà bà b là nơi nghi can để lại chiếc xe trước khi lẩn trốn trước khi vụ việc xảy ra bà cũng không dám ra khỏi nhà khi trời còn tối đấy cũng là tình hình chung của các hộ dân xung quanh bà b chia sẻ rằng nghi can vẫn chưa bị bắt có thể vẫn ẩn náu trong khu vực mà bà sinh sống nên mọi người luôn ở trong tình trạng cửa đóng then cài bà chia sẻ vì chưa bắt được nghi phạm nên trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật lên hết, rồi chó sủa thì mở camera lên để nhìn. Theo bà B, từ ngày 7 tháng 1, người dân không dám ra đồng và cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra một cách cẩn thận. Bà cũng chỉ vào vị trí mà nghi can đã ngồi trước đó để lại xe, nói rằng vào thời điểm đó, đối diện nhà bà có một lễ cưới diễn ra. Bà đã nghi rằng chiếc xe được để lại là của khách tham dự lễ cưới, chứ không ngờ rằng đó là nghi can của vụ án bà chia sẻ thêm đêm trước đó con trai tôi gọi điện nói rằng có kẻ thù ác đang giấu chiếc xe trước nhà mẹ có biết gì không tôi trả lời rằng không biết gì cả sau đó tôi nhận thấy công an đã đưa chó săn vào để truy tìm hung thủ tình hình hiện tại vẫn đang tiếp tục khiến người dân lo lắng và tăng cường cảnh giác như anh ms hàng xóm của gia đình bà b cho biết rằng anh ta không dám đi thăm vườn trong hai ngày qua anh chỉ dám tiến vào vườn tranh vào sáng nay khi thấy lực lượng công an đông và cảm thấy an toàn hơn anh S cho biết khi vào thăm vườn, tôi phát hiện bị mất tấm bạt che xe rùa trong vườn. Không biết có phải nghi phạm lấy hay không nhưng tôi thấy rất lo lắng. Bà B cũng ghi nhận những dấu hiệu mới quanh hàng rào sau vườn và có vỏ chuối để lại. Trong khi đó, chị TMT, 42 tuổi, ngụ địa phương cho biết khu vực nghi phạm đang lẩn trốn, có diện tích rộng hàng chục hecta, chủ yếu trồng chanh, cây ăn trái và cây cỏ tự nhiên mọc rất dày đặc. Phía sau nhà là một khu rừng có diện tích hơn 10 hecta những ngày qua người dân trước khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận không dám sơ hở như trước chị mờ cho biết tôi nghĩ hung thủ đã giết người thì chuyện gì hắn ta cũng có thể làm chừng nào cảnh sát chưa bắt được nghi phạm thì chúng tôi ngủ không yên giấc phối hợp với lực lượng công an, cán bộ ấp 7 xã Lương Hòa cũng thông tin trên loa phát thanh kêu gọi hung thủ gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng chung. Nếu phát hiện kẻ tình nghi nào thì báo ngay đến cơ quan chức năng. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 1, một số người dân ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nghe có tiếng người la hét tại một quán cà phê trên quốc lộ 22. Nhân chứng cũng thấy một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy hiệu SH1 ở trong quán này chạy đi với tốc độ nhanh. Đến kiểm tra, người dân phát hiện chị NTHP 22 tuổi nhân viên quán bị thương, sau đó đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P đã tử vong. Thời điểm mọi người có mặt, chiếc xe tay ga được cho là của nạn nhân đã không còn. Nghi phạm trong vụ án được xác định là một người đàn ông mặc áo đỏ thẫm, lái một chiếc xe tay ga từ hiện trường vụ án ra. Công an tỉnh Long An sau đó nhận được thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết có khả năng nghi phạm đã chuyển hướng xuống Long An. Sau khi kiểm tra camera trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một người giống như nghi phạm di chuyển trên đường tỉnh 830 từ huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức. Tuy nhiên, thông tin từ camera trên đường tỉnh 830 chỉ cho thấy nghi phạm mất tích ở khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Sau khi nhận được tin hung thủ rời khỏi quán nước, trinh sát hình sự liền đuổi theo vào khu dân cư ấp 7 xã Lương Hòa. Biết cảnh sát bám theo, kẻ gây án đã nhanh chóng giấu xe máy vào bụi cây tại khu vực, chạy trốn vào vườn tranh rộng hơn 3 hecta. Sau khi xem camera trong đêm, hàng trăm cảnh sát thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Long An được huy động đến địa phương phong tỏa các vườn trái cây truy bắt nghi phạm. Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ săn lùng, xung lục lù khắp các bụi rậm mường nước, kênh rạch tại địa phương nhưng đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có kết quả. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện có dấu chân người leo qua hàng rào tôn cao 1,1m vào vườn tranh sau nhà bà B. Ở một đoạn khác, cảnh sát cũng phát hiện dấu chân leo ra và hướng vào khu rừng hoang rộng vài chục hecta. Tại bìa rừng này, cảnh sát cũng phát hiện một số vỏ chuối mới có người ăn, bỏ lại. Ngay trong ngày, hàng trăm cảnh sát cũng được huy động bao vây toàn bộ khu rừng. Ngoài chó nghiệp vụ Flycam cũng được các chiến sĩ điều khiển tầm thấp, ra soát. Việc truy bắt được cảnh sát thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên, cánh rừng với diện tích rộng, cây cối um tùm cao lúc đông người khiến việc truy lùng với bắt kẻ gây án gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân phòng để bao vây khu vực rộng ở ấp 7, xã Lương Hòa vào ngày 8 tháng 1 nhằm truy bắt nghi phạm vụ án tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 tháng 1. Công tác trinh sát và bảo vệ diễn ra cả trong cánh đồng tranh rộng lớn và khu vực xung quanh. An ninh trật tự khu vực được đảm bảo thông qua việc phong tỏa nhiều tuyến đường quanh khu vực để tránh ảnh hưởng đến việc truy bắt nghi phạm. Đồng thời, cộng đồng dân cư tại đây hỗ trợ lực lượng công an bằng việc trang bị gậy gộc và cung cấp đồ ăn nước uống cho công tác truy bắt khu vực này bị bao quanh bởi các khu dân cư và đường phố nhỏ công an đã sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm nghi phạm trong khu vực này đồng thời các cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động đã bao vây khu vực đảm bảo mọi lối ra vào được kiểm soát chặt chẽ